xây vòng, đứng đi con. Rồi xây, giỏi quá. Mèn ơi, trèo lên này nào đây. Hả? Đòi ăn rồi đứng trèo lên vậy đó hả? Tiến bộ quá vậy. Lẹ. Lẹ lên, nâng cái cửa chuồng rồi đi vô luôn. Rồi nâng cái chuồng nhanh lên. Ừ rồi, rồi lên trên đi con. Rồi vô ngủ ngon nha. Nha, quay cái mặt cái coi làm gì quay vô rồi lấy gì quay phim mà thấy. Hả? Rồi nhớ sáng mai là tự động mở cửa chuồng ra nghe chưa? Không có đợi nhắc nhở thấy không? Bữa nào cũng vậy, kêu két ơi mới chịu mở cửa chuồng ra, không có đứng ở trong hoài vậy đó. Rồi cho gà đầu cái nha. Nha. Đó, bữa nay nó vui nè, nó chơi gờ đầu nè, nhầm bữa ha, nó quạo lên gờ là nó cắn cái như trời giáng vậy đó. Đó, bữa nay nó chơi gờ đầu nè, nha, gờ đầu cái coi, nha, thất thường lắm, có khi thì gờ được, có khi thì cắn, sao nhìn cái mặt coi, gờ ra mẹ biểu nè, gờ mẹ biểu, rồi con đứng con xây vòng đi, con đứng con xây đi. Xây vòng, đứng đi con. Rồi xây, giỏi quá. Rồi xây, giỏi quá. Rồi cho con ăn nè. Rồi khoan, từ từ, đừng có tát trúng cái tay. Cho con ăn nè. Đứng thằng này ăn đi, lại thằng kia thằng chi không biết nữa. Rồi két làm gì két. Gà mẹ biểu Ruby ơi. Sao? Hả? Ruby nó ngủ cái gì rồi kêu nó không ra biểu rồi kìa. Giờ này vô chuồng chi dạ? Hả? Bữa nào cũng vậy trơn á, giấc trưa trời nóng nực là đi vô chuồng. Nha. Sáng giờ tắm chưa? Chắc tắm rồi chứ gì. Kêu Ruby ra biểu, trong khi Ruby đang nằm đây nè. Sao? Hả? À, cát kêu con ra biểu, con nằm đây đây hả? Hả? À, bữa nào cũng vậy chứ, chắc trưa nó không ngủ yên đâu, kêu Ruby ra biểu. Ruby mệt đó ha, nằm chuồng vậy đó hả? Thở cái kìa. Đưa cái hàm răng lôi nhô cái kìa. Rồi đi ra dọn nước tắm cho con nha. Nha. Mở cái máy phun sương mà vẫn còn nực kìa. Kìa, kêu ông Bi ra biểu rồi kìa. Nè, ông Bi ra biểu rồi nè. Nha. Đó, kêu ông Bi ra biểu rồi nè. Rồi Bi. Sao con, hả? Ở trong chuồng mà nó kêu con ra cho bằng nặng bằng được vậy đó hả Bi? Hả Bi? Đây nè. Đó, kêu ra biểu cho bằng được kìa. Rồi con Bi nó cũng nghe lời, nó cũng chạy ra nó nè. Này như vậy nè, nắng được cũng chết luôn, cho ta ở trong chuồng cho mát đi. Kêu ra biểu. Rồi có cái chuyện gì không? Hả? À, nhìn thôi hả? Nhiều chuyện ghê con cát này luôn á. Nó là giận Bi đứng vậy đó. Đó, rồi giờ con Bi nè, kêu con Bi ra nằm xuống cúi đầu nha. Nhiều chuyện ghê không con két này nè. Đó, rồi giờ con Bi cúi đầu rồi kìa. Cái trời đại chưa? Chưa? Có nhiều chuyện ghê luôn á. Kêu con Bi ra rồi bắt con Bi nằm xuống cúi đầu. Hết biết nữa không? Ừ, nhìn Bi cúi đầu á nha. Nha.
nhịn bi cúi đầu á. À, thôi con vô chuồng đi con. Rồi con đi vô chuồng đi Bi. Mèn ơi, trèo lên hồi nào đây? Hả? Đòi ăn rồi đứng trèo lên vậy đó hả? Tiến bộ quá vậy. Lúc trước hay nha, để cái cây thấp thấp vậy nè, trèo lên không được. Rồi bây giờ từ ở dưới chuồng này ha mà đi lên tới trên đây rồi đứng đòi ăn vậy đây hả? Trời ơi, nãy giờ trong bếp có thấy đâu, bước ra thấy nó đứng vậy nè, nó đòi ăn, tới giờ ăn nó đòi gì nè. Hết sức nữa không? Ờ, nó thấy dọn cơm, đúng rồi, nó thấy dọn cơm mà nó trèo lên nó đòi ăn vậy đó. Nè, thấy bông cơm trên bàn nè, bắt đầu à. Nhưng mà hồi sáng để thử khúc bắp cho ăn mà nó chưa có biết ăn. Nè, ở đây nha, tôi nuôi nha, không có đi đâu, chúng trưa chúng ngủ kiếm hoài không ra. Rồi bắt đầu chưa biết ăn là chết queo quá nghe chưa.